8 công dụng của lá tía tô đối với sức khỏe. Uống nước lá tía tô hàng ngày có tốt không? Và những người gan nhiễm mỡ, men gan cao cần lưu ý gì khi sử dụng? Xin mến chào quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong video ngày hôm nay. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về một cái loại cây rất quen thuộc được sử dụng làm rau gia vị phổ biến trong cuộc sống hàng ngày, đó chính là rau lá tía tô. Với cây tía tô này thì các bạn có thể quan sát thấy rằng là lá ở phía mặt trên của lá thì thường có màu xanh và mặt dưới của lá thường có màu tím với những cái gân lá nổi lên rất là rõ. Và cái lá tía tô này nó có những cái công dụng rất tuyệt vời đối với sức khỏe, bởi vì trong lá tía tô nó có rất giàu các vitamin như là vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, các loại khoáng chất, chất xơ, các protein và đặc biệt là các cái chất chống oxy hóa và các kháng sinh tự nhiên đã làm nên những cái tác dụng kỳ diệu của lá tía tô đối với sức khỏe. Và sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về 8 công dụng rất tuyệt vời của lá tía tô đối với sức khỏe. Công dụng đầu tiên của lá tía tô đối với sức khỏe đó chính là phòng ngừa những bệnh liên quan tới đường hô hấp như là ho, viêm phế quản, hen suyễn, cúm, thậm chí là Covid. Theo những nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng dịch chiết xuất của lá tía tô nó có tác dụng là ức chế sự nhân lên của các virus và vi khuẩn trong tế bào của cơ thể. Nguyên nhân sâu xa ở đây chính là vì trong lá tía tô nó có những thành phần như là các vitamin, các khoáng chất, các chất chống oxy hóa và các kháng sinh tự nhiên. Chính các chất chống oxy hóa và các kháng sinh tự nhiên này nó sẽ giúp cho cơ thể tăng cường sức đề kháng và giúp ngăn ngừa ức chế các cái sự nhân lên của virus trong cơ thể của chúng ta. Vì vậy mà rất nhiều người khi sử dụng lá tía tô để chữa ho, viêm phế quản làm siro để uống đã có tác dụng chữa ho, viêm phế quản và những cái bệnh liên quan tới đường hô hấp rất là hiệu quả. Và rất là nhiều mẹ đã chia sẻ với Trang rằng là khi mà mẹ đã cho con uống những cái sản phẩm từ lá tía tô, đặc biệt là nước ép rau lá tía tô kết hợp với một số loại như là chanh hoặc là gừng, tỏi hoặc mật ong, thì đã có cái công dụng tăng cường sức đề kháng và chữa ho, viêm phế quản rất là hiệu quả, thay cho cả những cái loại kháng sinh nhân tạo mà con người đã tạo ra. Vì công dụng thứ hai của lá tía tô đó chính là làm đẹp da, phòng ngừa sạm nám cho da. Bởi vì trong lá tía tô có một hoạt chất tên là glycerin ở lá tía tô, nó đã có vai trò cải thiện sắc tố và loại bỏ các cái tế bào chết trên da tương đối là hiệu quả. Xét trên phương diện này thì lá tía tô giúp cho da trở nên đều màu và tươi sáng hơn. Mặt khác, cái thành phần vitamin E có trong lá tía tô còn tăng cường độ ẩm và giúp da trở nên mịn màng hơn. Và rất nhiều bạn khi chia sẻ với Trang về cách sử dụng lá tía tô giúp giảm sạm nám trên da thì các bạn có chia sẻ rằng là khi các bạn sử dụng uống nước lá tía tô trong liên tục từ 1 đến 2 tháng trở ra thì nó đã có tác dụng làm giảm những cái phần nám hoặc là tàn nhang ở trên da rất là rõ rệt, và ngoài ra nó làm da của mình trở nên mịn màng và sáng bóng hơn rất là nhiều ạ. Công dụng thứ ba của lá tía tô đó chính là chống dị ứng, bảo vệ tim mạch và hệ thần kinh. Bởi vì trong lá tía tô có những hoạt chất có thể ngăn cản sự xuất hiện của các phản ứng dị ứng trên cơ thể. Ngoài ra, thành phần omega 3 trong cái loại lá này thì tương đối cao nên nó có khả năng là chống viêm, chống oxy hóa tốt, đồng thời cũng là nguồn năng lượng để tăng cường cái chức năng nhận thức của não bộ. Nhờ đó mà chống lại nguy cơ mất trí nhớ ở người, đặc biệt là cái hợp chất omega 3 này nếu được hấp thụ hàng ngày còn hỗ trợ tăng cường sức khỏe của tim mạch. Công dụng thứ tư của lá tía tô đó chính là điều trị bệnh gút và tốt cho tiêu hóa. Bởi vì trong lá tía tô người ta tìm hiểu đã có tới 4 hoạt chất trong lá tía tô có thể làm giảm enzyme xanthin oxidasa. Đây là tác nhân làm hình thành lên axit uric gây ra bệnh gút. Lý giải là về lá tía tô có tác dụng gì, qua các thử nghiệm đã được thực hiện cho thấy rằng là việc mà hàng ngày các bạn sử dụng là tía tô sẽ cải thiện được cái triệu chứng khó chịu ở đường tiêu hóa, những bệnh trào ngược dạ dày và chứng táo bón nhẹ. Vai trò thứ năm của lá tía tô đó chính là phòng ngừa ung thư. Theo nghiên cứu chỉ ra rằng trong lá tía tô có một số hợp chất chống oxy hóa như là luteolin, acid romarinic và một số chất chống oxy hóa và các enzyme khác. Nó có vai trò là ức chế sự hình thành cũng như chống lại các cái tế bào ung thư đang hình thành trong cơ thể.
Ngoài ra thì lá tía tô còn có rất nhiều công dụng khác như là phòng ngừa tiểu đường, phòng ngừa mỡ máu, mỡ gan, làm giảm cân và tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể. Uống nước lá tía tô hàng ngày có tốt không? Quý vị thân mến, theo một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng trong lá tía tô có một số hoạt chất nó giúp làm tăng cái huyết áp của cơ thể. Vì vậy mà uống lâu dài nó có thể gây tổn hại đến tim mạch. Ngoài ra thì nó cũng có thể gây chướng bụng đầy hơi nếu chúng ta uống quá nhiều và uống trong một thời gian dài. Chính vì vậy mà chúng ta không nên sử dụng lá tía tô thay nước lọc và cũng không nên uống quá nhiều lá tía tô hàng ngày. Theo khuyến cáo thì cũng chỉ nên uống 2 cốc, 1 đến 2 cốc một ngày và chúng ta chia ra làm một tuần từ 3 đến 4 buổi. Hoặc các bạn có thể sử dụng là theo cách là uống từ 1 đến 2 tuần sau đó nghỉ 1 tuần thì chúng ta lại sử dụng tiếp. Ngoài ra thì cũng lưu ý những cái đối tượng mà không nên sử dụng lá tía tô, hoặc nếu sử dụng chúng ta sử dụng với một lượng rất là nhỏ hoặc có cái sự tham khảo của ý kiến bác sĩ. Người thứ nhất đó chính là phụ nữ mang thai. Phụ nữ mang thai thì theo cái nghiên cứu của y học dân gian, nếu mà uống nước lá tía tô nó có thể kích thích đẻ non, sảy thai. Vì vậy mà uống lâu dài, uống thường xuyên cũng không nên. Mà người mà phụ nữ mang thai nếu uống thì nên hỏi ý kiến bác sĩ hoặc uống với một lượng rất là nhỏ. Thứ hai là người tăng huyết áp. Vì trong lá tía tô có một số hoạt chất làm tăng huyết áp của cơ thể, cũng nên cho nên người huyết áp cao cũng không nên uống thường xuyên. Thứ ba là người dị ứng với lá tía tô. Và thứ tư là lưu ý các bạn rằng khi sử dụng lá tía tô thì chúng ta đun lá tía tô không nên đun quá 15 phút. Bởi vì ở nhiệt độ cao thì các cái tinh dầu và các hoạt chất trong lá tía tô nó sẽ bị bốc hơi. Vì vậy mà nó giảm cái hiệu quả của khi mà sử dụng lá tía tô. Chính vì vậy các bạn nên sử dụng lá tía tô dưới dạng là có thể là ép nước để lấy lá, ép lá để lấy nước uống, hoặc các bạn có thể đun nhưng mà đun khoảng tầm từ 2 đến 5 phút là vừa, sau đó chúng ta uống và chúng ta sử dụng hàng ngày kết hợp với nước lọc thì nó sẽ có cái tác dụng là tăng sức đề kháng và hỗ trợ điều trị cho cơ thể sẽ tốt hơn rất là nhiều. Những người bị gan nhiễm mỡ, tăng men gan cần lưu ý gì khi sử dụng nước lá tía tô? Các bạn thân mến, những người bị gan nhiễm mỡ hoặc tăng men gan thì cái chức năng của gan nó bị suy giảm. Chính vì vậy khi sử dụng nước lá tía tô chúng ta nên lưu ý. Thứ nhất là không nên bổ sung thêm đường vào trong nước lá tía tô. Bởi vì đường chính là nó sẽ dẫn tới ảnh hưởng tổn thương thêm các cái tế bào gan của chúng ta. Vì vậy chúng ta nên uống nước lá tía tô nguyên chất. Thứ hai là các bạn nên uống nước lá tía tô sau bữa ăn từ 1 đến 2 tiếng và cũng hạn chế những cái đồ ngọt và đồ chiên xào rán với nhiều cái mỡ động vật, thì những người bị gan nhiễm mỡ hoặc là tăng men gan chúng ta cũng nên hạn chế. Và thứ ba là khi uống nước lá tía tô các bạn nên lưu ý rằng là các bạn nên uống tươi thì sẽ tốt hơn cho sức khỏe. Bởi vì khi mà uống tươi, tức là uống sống hoặc ăn sống, thì nó sẽ còn nguyên cái hàm lượng enzyme, nó sẽ tăng cường quá trình chuyển hóa. Vì vậy mà nó giúp làm giảm mỡ máu, mỡ gan và hạ men gan rất là hiệu quả. Và video đến đây là kết thúc. Rất là cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu các bạn thấy những kiến thức này hữu ích thì các bạn hãy ấn like và đăng ký kênh để đón nhận những video tiếp theo về sức khỏe. Còn bây giờ xin mến chào quý vị, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.